Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ hai ngày 21 tháng 8 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Dịch sốt xuất huyết vẫn đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên cả nước. Tại Hải Phòng tuy chưa lan rộng nhưng những nguy cơ tiềm ẩn từ các ổ dịch sốt xuất huyết là không thể xem thường. Nhiều gói thầu xây dựng thuộc dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng chậm tiến độ do thiếu mặt bằng thi công, cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam. Hội nghị đã tập trung làm rõ những kết quả nổi bật trong hoạt động giáo dục cả nước thời gian qua, những hạn chế yếu kém còn tồn tại và đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị tập trung thảo luận 3 nhóm nhiệm vụ cụ thể bao gồm quy hoạch mạng lưới giáo dục, chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và đẩy mạnh việc trao quyền tự chủ cho các đơn vị giáo dục đại học. Hội nghị là cơ sở để các địa phương triển khai nhiệm vụ theo hướng lấy người học làm trung tâm và phát triển toàn diện con người đáp ứng yêu cầu xã hội hiện đại. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo cả nước trong thời gian qua, thể hiện qua kết quả đáng khích lệ trong đổi mới thi cử, quản lý giáo dục, phổ cập giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm xây dựng chương trình giáo dục lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện cả đạo đức, kiến thức và thể chất. Đổi mới giáo dục cần đi từ gốc rễ, phát huy sáng tạo trong quản lý, phù hợp với tình hình địa phương. Tăng cường tự chủ tại các cơ sở giáo dục đại học, tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới hoạt động tuyển sinh, nghỉ hè và khai giảng để tránh áp lực cho học sinh và phát huy những thế mạnh của năm học trước. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Ngoại vụ và Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 8 năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Đội ngũ báo cáo viên thành phố được thông tin về Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022. Sở Ngoại vụ thông tin về công tác đối ngoại 55 năm quan hệ Việt-Lào, 50 năm quan hệ đối ngoại Việt Nam-Campuchia cũng như một số thông tin quan trọng về tình hình thế giới, đất nước và thành phố thời gian gần đây. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hữu Doãn yêu cầu đội ngũ báo cáo viên thành phố tuyên truyền sâu rộng về kết quả, nội dung việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 ở các địa phương đơn vị. Tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố, các hoạt động đối ngoại trọng tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố, công tác đảm bảo an sinh xã hội, các ngày lễ trong tháng 8, tháng 9 năm 2017. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương công vụ tại Sở Công Thương và trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận các địa phương đơn vị chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, nội quy cơ quan, trang phục lịch sự. Tại thời điểm kiểm tra, bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, có đủ cán bộ theo phân công, phục vụ và đón tiếp công dân nhiệt tình, niềm nở, thực hiện niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết, nhằm tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp đến làm thủ tục được thuận lợi và nhanh chóng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì tốt nề nếp tác phong, thực hiện nghiêm nội quy quy định của cơ quan đơn vị, nâng cao hiệu quả công việc và ý thức thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả trong chỉ đạo điều hành và thực thi chính sách pháp luật. Trong tiến trình phát triển chung của thành phố hiện nay, ngoài tập trung tạo dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh hiện đại, việc xây dựng chính quyền điện tử được xem là xu hướng tất yếu nhằm cụ thể hóa định hướng và lộ trình triển khai ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo điều hành của hệ thống chính trị thành phố. Không chỉ tạo đột phá trong quản lý và cải cách hành chính, chính quyền điện tử còn được đánh giá sẽ giúp ích cho quá trình thu hút đầu tư vào thành phố. Đề án chính quyền điện tử sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể về công nghệ, cơ chế, chính sách và các giải pháp tài chính cơ bản để xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử thành phố giai đoạn 2016-2020. Theo đó, phát triển viễn thông, đưa công nghệ thông tin trở thành một ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ chủ lực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế tri thức, phát triển đô thị văn minh hiện đại, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc,
tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, đóng góp quan trọng cho việc thực hiện định hướng xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước mắt, lộ trình triển khai xây dựng chính quyền điện tử được thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối. Đơn vị cung cấp giải pháp toàn diện là tập đoàn FPT, đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chính quyền điện tử là một cái khâu quan trọng trong cái cải cách hành chính, trong việc cung cấp các dịch vụ công cho công dân, cho doanh nghiệp, tự động hóa các cái tác nghiệp của cơ quan công quyền, xây dựng các cái trung tâm thông tin, kinh tế, xã hội, giáo dục, phục vụ cho các cấp khác nhau. Thì đấy là những cái mục tiêu đề ra với chính quyền điện tử. Và chính quyền điện tử Hải Phòng chắc chắn với sự cam kết của lãnh đạo thì chắc chắn cái mục tiêu đề ra đó sẽ thực hiện được. Và khi đó thì chắc chắn là cái hoạt động của cơ quan công quyền của Hải Phòng nó sẽ nâng lên một tầm cao và có một vị trí xứng đáng ở Việt Nam. Ngoài cung cấp những giải pháp về một chính quyền điện tử với chỉ một hệ thống, một trung tâm, một cơ sở dữ liệu chung, FPT sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố trong triển khai xây dựng ngành y tế điện tử với một trung tâm, một hệ thống phục vụ tất cả các bệnh viện trên địa bàn, góp phần xây dựng thành phố thông minh. Ngoài ra, việc xây dựng chính quyền điện tử được kỳ vọng sẽ là giải pháp quan trọng trong thu hút đầu tư, giúp Hải Phòng giữ vững và nâng hạng về chỉ số cải cách hành chính quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin ở các chương trình thời sự trước, dịch sốt xuất huyết vẫn đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên cả nước. Số ca mắc mới vẫn tăng nhanh từng ngày và chỉ tính riêng ở Hà Nội, mỗi ngày đã có tới hơn 120 ca mắc. Tại Hải Phòng tuy chưa lan rộng nhưng những nguy cơ tiềm ẩn từ các ổ dịch sốt xuất huyết là không thể xem thường. Tuy là loại bệnh xảy ra rải rác quanh năm nhưng năm nay bệnh nhân mắc sốt xuất huyết lại gia tăng đột biến với những biểu hiện lâm sàng khá đa dạng và tỷ lệ diễn biến nặng cao. Điều đó đặt ra yêu cầu cần phải hiểu rõ về bệnh trước khi phòng bệnh. Bệnh sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi trùng có tên dengue gây ra. Bệnh lây do muỗi vằn hút máu truyền siêu vi trùng từ người bệnh sang người lành. Bệnh thường có biểu hiện như sốt cao đột ngột liên tục trong 3 đến 4 ngày, kèm theo đau đầu, đau cơ, đau xương khớp. Bệnh nhân xuất hiện xuất huyết sau vài ngày tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh như xuất huyết dưới da, xuất huyết niêm mạc, chảy máu cam, chảy máu chân răng hay xuất huyết nội tạng. Một số trường hợp nặng tiến triển tới hội chứng sốc dễ dẫn tới tử vong. Hiện bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Do vậy, biện pháp tốt nhất hiện nay là phòng tránh muỗi đốt, diệt muỗi và không để muỗi sinh sản, bọ gậy, lăng quăng. Bên cạnh đó, công tác khoanh vùng phun thuốc khử khuẩn môi trường tại các ổ dịch cũng đang được triển khai tích cực tại các địa phương. Chúng tôi đã thành lập 3 tổ giám sát dịch, hướng dẫn nhân dân diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy, thau rửa dụng cụ, lật úp dụng cụ. Và cái này phải lặp đi lặp lại hàng tuần. Riêng trung tâm y tế phối hợp với trạm y tế các phường và các cái hội phụ nữ, đoàn thanh niên thì cũng đi vận động nhân dân và giám sát 100% các tổ dân phố trên địa bàn phường và bến tàu, bến xe, nhà ga cùng với các trường học. Điều đáng chú ý là loại muỗi vằn truyền sốt xuất huyết không đẻ trứng ở ao tù cống rãnh có nước hôi thối như muỗi thường mà sinh sản phát triển chủ yếu ở dụng cụ chứa nước sạch ở trong và xung quanh nhà hoặc các đồ vật, đồ phế thải có chứa nước mưa. Loại muỗi này phát triển mạnh vào mùa mưa khi nhiệt độ trung bình vượt trên 20 độ C. Muỗi vằn không bay xa được, chỉ bay được khoảng 400 mét trở về thôi. Thế như vậy là bệnh nhân... dịch bệnh mà truyền từ các nơi khác về, từ tỉnh khác về, ví dụ từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng, không phải là do muỗi bay từ các tỉnh đó về Hải Phòng, mà chúng ta sẵn có nguồn muỗi ở đây rồi. Và một cái đặc điểm quan trọng của cái muỗi sốt xuất huyết đanh là khi nó đẻ trứng vào thành của các dụng cụ chứa nước ấy, thì với cái điều kiện khô hạn mà không có nước ấy, thì những cái trứng này nó có thể sống được tối đa đến 6 tháng. Chính vì vậy mà khi mà làm vệ sinh môi trường, thau rửa các dụng cụ chứa nước thì bà con cần phải miết thật kỹ các thành dụng cụ chứa nước để chúng ta diệt trứng, hoặc chúng ta đun nước sôi vào cái ấm chúng ta dội trên thành của dụng cụ chứa nước. Làm như vậy chúng ta sẽ diệt được các trứng để khi mà nó gặp mưa nó sẽ không nở thành lăng quăng, bọ gậy. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính thành dịch do virus dengue gây ra với 4 típ, do vậy miễn dịch tạo thành sau khi khỏi bệnh chỉ có tính đặc hiệu đối với từng típ, trên một người có thể mắc sốt xuất huyết 2 đến 3 lần. Hiện tại, tính đến thời điểm này, toàn thành phố đang có 257 ca mắc sốt xuất huyết với 126 ổ dịch tại 14 quận huyện, trong đó có 82 ổ dịch đã kết thúc và 44 ổ dịch đang tiếp diễn.
thiếu mặt bằng để thi công. Nhiều gói thầu xây dựng tuyến đường trục thuộc hợp phần A, dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng đang bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án. Tại đoạn tuyến thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương, nhà thầu là công ty cổ phần xây dựng Anh Sơn đang thi công cầm chừng do mặt bằng được bàn giao không liên tục. Đại diện đơn vị cho biết, việc bàn giao mặt bằng lẻ tẻ khiến dự án thi công gặp rất nhiều khó khăn, không thể đẩy nhanh được tiến độ. Đơn vị thi công là gói 1, là từ đầu mặt đường 10, giữa Bắc Sơn và Lê Lợi thì bây giờ là ở bên Bắc Sơn thì mới giải phóng được hơn 100 mét. Đấy, thì nó đang thi công rồi, còn ở bên Lê Lợi thì hiện nay là cũng đã giải phóng được là 95%. Giải phóng được đến đâu thì đơn vị thi công thì làm đến đấy thôi. Còn đây là một trong số đoạn tuyến đường trục thuộc địa bàn xã Hồng Thái, huyện An Dương. Chỉ còn hơn 100 mét dài chưa được bàn giao, nhưng cả gói thầu này đang bị ngưng trệ, thi công giang dở cầm chừng trong nhiều tháng qua. Tiến độ gói thầu vì vậy cũng rất khó dự kiến được thời điểm hoàn thành. So với cái tiến độ thì mới đạt được khoảng 40%. Thì cái lý do chính thì cũng là do cái mặt bằng nó vướng. Mặt bằng vướng thì trước đây thì có đoạn ở ngoài thì thi công được thì lại không có lối vào. Đơn vị thi công cũng rất mong muốn chính quyền địa phương cùng với các cấp, đặc biệt là thành phố và ủy ban huyện An Dương cố gắng tạo điều kiện về sớm giải phóng mặt bằng để đơn vị triển khai cho nó kịp về cái tiến độ. Theo số liệu của Ban Quản lý Dự án khu vực các công trình giao thông vận tải Hải Phòng, đến nay tiến độ các gói thầu xây lắp của dự án mới đạt khoảng 60% khối lượng. Thời gian đóng hiệp định không còn nhiều, trong khi công việc lại còn rất lớn. Do vậy, việc cần tháo gỡ ngay chính là công tác giải phóng mặt bằng. Thời điểm hiện tại, mới chỉ có quận Ngô Quyền hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương còn lại gồm quận Kiến An, Lê Chân, Hải An và huyện An Dương đều chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện nghị quyết 148 của Hội đồng Nhân dân thành phố về thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình, dịch vụ, tiện ích công cộng, khu vực cửa khẩu Cảng Hải Phòng, quận Hải An đã tập trung nhân lực phương tiện bố trí ở các điểm thu phí, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, đồng thời tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp kiểm soát thu phí. Việc triển khai 13 điểm thu phí từ khu vực cảng chính đến cảng Đình Vũ, các doanh nghiệp đến nộp phí đã được tạo điều kiện giải phóng hàng hóa nhanh. Thời gian thu phí chỉ từ 1 đến 2 phút, qua đó giảm tình trạng ùn tắc và phiền hà đối với doanh nghiệp. Dù đạt được những kết quả tích cực về thủ tục thu phí, tuy nhiên kết quả thu mới đạt 57% kế hoạch được giao cho năm 2017. Hơn 7 tháng qua, vẫn còn hơn 600 doanh nghiệp né tránh nghĩa vụ nộp phí hạ tầng cảng biển, tập trung chủ yếu vào thời điểm từ tháng 1 đến tháng 4. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, quận Hải An phối hợp với Cục Hải quan đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát. Từ ngày hôm nay, quận Hải An đã cử cán bộ quận xuống tận các cửa khẩu cảng phối hợp với hải quan để thực hiện kiểm soát nộp phí. Bước đầu tập trung kiểm soát chặt chẽ tại các cảng rời thường xuyên có doanh nghiệp không nộp phí. Bộ phận kiểm soát thu phí do Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai, cán bộ của những điểm thu phí ở Ủy ban Nhân dân quận Hải An ra tất cả 4 điểm cùng với hải quan ở kiểm soát thu phí, tuyên truyền và yêu cầu doanh nghiệp nộp phí theo đúng quy định và đầy đủ. Trong quá trình kiểm soát, nếu xuất hiện trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng qua cảng mà không xuất trình biên lai nộp phí, Ủy ban Nhân dân quận Hải An sẽ gửi công văn đề xuất tới Cục Hải quan và các cảng cho dừng lô hàng chưa nộp phí ra vào cảng. Cơ quan hải quan và doanh nghiệp cảng có trách nhiệm tạm dừng cho hàng ra vào cảng chờ xử lý theo quy định. Quá trình thu phí cũng có một số phát sinh, một số vướng mắc, trong đó có việc là một số đơn vị là không chấp hành cái việc nộp phí. Đấy. Về việc này thì Ủy ban dân quận Hải An cũng đã họp phối hợp với Sở Tài chính và Cục Hải quan, thì chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp là đối với các doanh nghiệp mà còn chây ì cố tình mà chưa đóng phí thì Ủy ban quận Hải An sẽ tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Đấy. Đấy, nếu các doanh nghiệp lại cố tình không thực hiện cái quyết định xử phạt hành chính thì Ủy ban dân quận Hải An sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Đấy, trong cưỡng chế thì có cả cái biện pháp là cưỡng chế qua tài khoản. Sau 4 điểm kiểm soát thu phí được triển khai bước đầu, thời gian tới quận Hải An tiếp tục bố trí thêm 11 điểm nữa tại các cảng có xuất nhập khẩu. Các điểm thu phí mới cũng được bổ sung lên thành 15 điểm. Hiện nay 97% dân số khu vực nội thành Hải Phòng được sử dụng nước máy phục vụ sinh hoạt với tỷ lệ hơn 120 lít nước một người một ngày.
Chất lượng và số lượng cấp nước của Hải Phòng hiện đang thuộc top đầu toàn quốc, đáp ứng tiêu chí của đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Nếu như 10 năm trước mới chỉ có 800.000 người dân tại 80 phường xã trên địa bàn thành phố được sử dụng nước sạch, thì đến nay con số này đã lên tới 1,4 triệu người, tương ứng 75% dân số Hải Phòng. Với hạ tầng kỹ thuật đi trước một bước, công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng đã đáp ứng nhu cầu mở rộng và nâng công suất của hệ thống cấp nước lên gấp đôi vào năm 2020 so với hiện tại. Việc khởi công xây dựng nhà máy nước Hưng Đạo tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh vừa qua đã mở đầu cho việc triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Hải Phòng giai đoạn 2 và thực hiện hiệu quả quyết định số 1448 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là một trong hai hạng mục lớn nhất của dự án, với khoảng 17.000 hộ được lắp đặt đấu nối cấp nước. Đây là gói thầu đầu tiên của cái dự án ADB. Tiếp theo, vào cuối năm nay thì chúng tôi dự kiến sẽ khởi công cái gói thứ hai là nâng cấp nhà máy nước An Dương lên từ 100 lên 200.000 khối để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố. Và tiếp theo nữa, khoảng giữa năm tới thì sẽ làm gói thầu thứ ba để dự án xây dựng hệ thống cấp nước Bắc Sông Cấm là khu đô thị lại mới nữa của thành phố. Và cuối cùng là kết nối hệ thống cấp nước từ khu đô thị Thâm Việt về tới Hải Phòng để mà có thể giao hoán cho nhau về các nguồn cấp nước. Không chỉ người dân đô thị mới được sử dụng nước sạch, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, mạng lưới cấp nước không ngừng được mở rộng, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân khu vực ngoại thành, kể cả vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Chỉ riêng trong 2 năm 2016-2017, hơn 10 dự án cấp nước nông thôn được công ty cổ phần cấp nước triển khai, như các dự án tại các xã, tại huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng, An Lão, Dương Kinh. Khu vực nông thôn sẽ có thêm khoảng 9.000 hộ được công ty cung cấp nước sạch, góp phần nâng cao đời sống nhân dân nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội và đáp ứng tốt nhu cầu phát triển hạ tầng cấp nước trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, sau buổi họp báo gần đây của Bộ Tài chính về một số dự án luật thuế sửa đổi, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt, dư luận đang dành nhiều sự quan tâm tới thông tin sẽ bổ sung các loại nước ngọt có ga, không có ga, nước tăng lực thể thao, trà, cà phê uống liền đóng gói vào danh sách các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể, các mặt hàng trên sẽ được áp thuế từ 10 đến 20% từ năm 2019. Đề xuất trên của Bộ Tài chính đang nhận được những quan điểm khác nhau từ cơ quan quản lý và người tiêu dùng. Những ý kiến ủng hộ cho rằng đề xuất trên của Bộ Tài chính là hợp lý, bởi ai cũng biết nước ngọt là nguyên nhân gây ra tình trạng thừa cân, béo phì, tiểu đường, gây cảm giác biếng ăn, hại dạ dày và ảnh hưởng đến chức năng gan, làm gia tăng nguy cơ dẫn đến ung thư. Do đó, đề xuất đánh thuế đối với nước ngọt sẽ có tác dụng hạn chế tiêu dùng các loại đồ uống này, đồng thời gia tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Vụ chính sách thuế Bộ Tài chính cũng nêu quan điểm đồ uống có đường là loại nước giải khát được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, sử dụng nước ngọt đồng nghĩa với tăng năng lượng nạp vào cơ thể, gây ảnh hưởng đến tim mạch và là nguy cơ của các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim và tiểu đường. Cơ quan này dẫn chứng, ở Việt Nam tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân béo phì chiếm khoảng 25% dân số, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi béo phì tăng từ 0,6% lên 5,3% chỉ sau 15 năm, cao hơn mức trung bình của châu Á. Tuy nhiên, nhiều quan điểm cho rằng thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm điều tiết tiêu dùng đối với các mặt hàng xa xỉ như ô tô hoặc hạn chế tiêu dùng đối với mặt hàng thuốc lá và rượu đã được xã hội chấp nhận. Nhưng việc mở rộng danh mục sang cả trà, cà phê đóng gói uống liền là chưa hợp lý. Nước ngọt có ga và nước tăng lực thể thao bị đánh thuế với lý do ảnh hưởng đến sức khỏe và nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế còn có thể chấp nhận được. Nhưng trà, cà phê uống liền là thức uống phổ thông, rẻ tiền mà cũng bị xếp vào nhóm này là không phù hợp. Không nên tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trà và cà phê, thay vào đó cần tăng cao hơn nữa các mặt hàng rượu bia và thuốc lá. Trà, cà phê đóng gói là những sản phẩm các văn phòng và công ty thường dùng cho nhân viên và tiếp khách. Tăng thuế thì tăng giá, mà tăng giá thì đều tính vào chi phí giá thành dịch vụ cả. Đi một vòng rồi thì cũng gom hết vào giá. Cái gì Việt Nam chưa sản xuất được và phải nhập khẩu thì tính thuế tiêu thụ đặc biệt, còn các mặt hàng dân sinh khác thì nên cân nhắc. Hầu hết các nước trong khu vực đã và sẽ thực hiện luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước ngọt. Còn với các nước châu Âu đã áp dụng điều này từ lâu. Dự án luật đang tiếp tục được Bộ Tài chính nghiên cứu ban hành để đáp ứng yêu cầu mở rộng cơ sở thu và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tiếp ngay sau đây là một số tin vắn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua đổi mới phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo luật hợp tác xã năm 2012, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới với Ủy ban Nhân dân các huyện, quận trên địa bàn thành phố.
Mỗi năm các huyện, quận phấn đấu thành lập mới từ 2 đến 5 hợp tác xã nông nghiệp theo luật, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu, hỗ trợ các hợp tác xã tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trường Chính trị Tô Hiệu vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 10 nhằm thực hiện chủ trương của thành phố về nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch cho công chức viên chức, đảm bảo cho đội ngũ chuyên viên của thành phố có đủ điều kiện tham dự các kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính. Trong thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu 17 chuyên đề với 3 học phần gồm những kiến thức cơ bản về nền hành chính, quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, những kỹ năng trong thực thi nhiệm vụ công vụ, qua đó vận dụng vào giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả trong thực thi công vụ. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cơ quan này sẽ phối hợp với các bộ ngành rà soát chặt chẽ mặt hàng thịt gà nhập khẩu tại một số cửa khẩu và trung tâm thương mại lớn trên cả nước, trong đó có Hải Phòng. Đợt kiểm tra sẽ làm rõ tình trạng thịt gà nhập khẩu có dấu hiệu bị bán phá giá tại thị trường Việt Nam, nghiên cứu lại chính sách xuất nhập khẩu hiện hành và đưa ra một số giải pháp cho cơ quan quản lý nhà nước với các mặt hàng nhập khẩu bán phá giá. Xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng vừa tiến hành phục dựng khu di tích Gò Gấp Thị, thôn Nam Tử. Đây là một trong những khu di tích lịch sử ghi dấu những chiến công lừng lẫy của nhân dân địa phương cách đây 64 năm trong trận Càn Cờ Lốt năm 1953. Khu di tích được phục dựng có quy mô 100m², gồm các hạng mục như nhà bia, hệ thống cổng, tường bao và hệ thống thoát nước, sau nhà bia trồng một cây thị. Công trình phục dựng khu di tích Gò Gấp Thị là sự tri ân của thế hệ hôm nay với những chiến sĩ cách mạng kiên trung đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tin quốc tế, hơn 16 triệu người ở khu vực Nam Á đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và dịch bệnh do hậu quả thiên tai. Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết đây là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất mà khu vực Nam Á từng phải hứng chịu trong nhiều năm qua. Theo thống kê, hơn 16 triệu người dân ở khu vực Nam Á đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nguy cơ mắc các dịch bệnh từ nguồn nước, hậu quả của các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất trong thời gian gần đây. Nepal, Bangladesh và Ấn Độ là 3 trong số các nước khu vực Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 11 triệu người ở miền Bắc và miền Đông Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ với khoảng 165 người thiệt mạng. Tại Nepal có tới 27 quận bị chìm trong biển nước hoặc bị sạt lở đất khiến nhiều khu vực dân cư bị cô lập trong cảnh không có lương thực, điện và nước. Trong khi đó ở Bangladesh, lũ lụt đạt mức cao kỷ lục. Ít nhất 56 người thiệt mạng và hơn 4 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Giới chức Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết, lương thực hiện đang trở thành một trong những vấn đề lớn đối với người dân vùng thiên tai vì hầu hết các diện tích trồng cây lương thực đã bị xóa sạch hoặc bị tàn phá nặng nề do mưa lũ. Tình hình này sẽ còn tồi tệ hơn trong những tuần tới khi những cơn mưa lớn được dự báo sẽ còn tiếp tục xảy ra. Người dân Mỹ sẽ có cơ hội chứng kiến nhật thực toàn phần 100 năm mới có một lần vào sáng sớm ngày mai theo giờ Việt Nam. Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA cho biết, nhật thực toàn phần lần này sẽ bắt đầu từ bờ biển Lincoln, bang Oregon và kết thúc tại khu vực Charleston, bang Nam Carolina, Mỹ. Giải nhật thực toàn phần rộng 113 km sẽ quét qua 14 bang của Mỹ với tổng hành trình dài hơn 4.000 km. NASA đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sự kiện hiếm hoi này. Nhật thực toàn phần xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời, và tại thời điểm đó, mặt trời sẽ bị che khuất hoàn toàn khi quan sát từ trái đất. Lễ hội hóa trang Carnival thường niên vừa khai mạc tại thủ đô La Habana của Cuba đã thu hút hàng trăm nghìn người dân địa phương và du khách quốc tế tham dự. Những chiếc xe hoa trang hoàng sặc sỡ cùng đoàn vũ công trong trang phục truyền thống đa quốc gia mở màn cho lễ hội Carnival La Habana. Những vũ công chuyên nghiệp trình diễn các vũ điệu tuyệt vời, có nguồn gốc từ châu Phi, kết hợp với nét văn hóa đặc trưng của vùng biển Caribe, qua đó tái hiện một phần lịch sử và văn hóa đa dạng của Cuba. Lễ hội Carnival La Habana cũng là dịp để người dân địa phương hòa mình vào những điệu nhạc sôi động và thể hiện tinh thần hiếu khách với bạn bè quốc tế. Được biết, lễ hội Carnival La Habana là một trong những lễ hội lớn nhất của vùng Caribe với lịch sử lên đến hơn 150 năm. Báo cáo mới đây cho thấy, số lượng các loài voi châu Á có nguy cơ bị tuyệt chủng tại Trung Quốc đang dần khôi phục do các nỗ lực bảo tồn đã phát huy tác dụng. Năm 2004, nước này có 180 con voi, thì đến năm 2017, con số này đã tăng lên khoảng 300 con. Số lượng voi châu Á liên tục giảm do môi trường sống bị thu hẹp và nạn săn trộm voi để lấy ngàm. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã xếp loài voi vào danh sách những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Trước tình hình này, chính phủ nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo tồn các loài voi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.